Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, như ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế đã có khuyến cáo về tác hại của thuốc lá. Ngoài nicotine, trong thuốc lá còn chứa 7.000 hóa chất khác mà trong đó có những chất rất độc đối với cơ thể. Hắc yến, khi bạn hít khói thuốc, hắc yến sẽ bám vào khí quản và phổi Khí quản được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ gọi là tiêm mao để quét mầm bệnh và những chất khác ra khỏi phổi. Nhiệm vụ của tiêm mao sẽ trở nên khó khăn khi khí quản và phổi bị hắc ín bám vào. Hắc ín trong thuốc lá có chứa những hóa chất được gọi là chất gây ung thư. Chất này có khả năng kích thích sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể. Oxit carbon Oxy carbon tự kết hợp với huyết cầu tố trong máu và cản trở sự vận chuyển oxy đến tế bào. Điều này có nghĩa là những người hút thuốc lá thường bị khó thở, dễ bị mệt. Sau cùng, bạn bị một loại bệnh đường hô hấp gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Khi bạn mắc bệnh này thì bạn càng ngày càng thấy khó thở. Khí oxy hóa, khi oxy hóa là những chất khí phản ứng với oxy, chúng có thể tạo ra cục máu đông trong bạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. <laughs> benzen, tiếp xúc với benzen có thể làm tế bào bị tổn thương ở trong nhiễm sắc thể và nó có thể gây ra những chứng ung thư như ung thư máu và ung thư thận. <laughs> ung thư một trong những tác hại nguy hiểm nhất của thuốc lá là tăng nguy cơ bị ung thư phổi. Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể gây tổn thương tế bào trong phổi và những tế bào bị thương tổn này có thể trở thành tế bào ung thư. Hút thuốc không chỉ gây ra ung thư phổi mà còn có thể dẫn đến những loại ung thư khác như ung thư miệng, môi, yết hầu, bằng quang, thận, dạ dày, gan, vú và cổ tử cung. Bệnh tim mạch hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ những người hút thuốc lá thì nguy cơ bị cơn đau tim cao gấp đôi so với người không hề hút hút thuốc gây tổn thương thành mạch máu một vài chất có trong thuốc lá giúp cho cholesterol xấu ở trong máu bám vào thành mạch điều này dẫn đến sự hình thành mảng sơ vữa làm hẹp và gây tắc nghẽn mạch máu hẹp lòng mạch máu đưa đến cơn đau thắt ngực nhồi máu cơ tim hay đột quỵ các bệnh khác hút thuốc lá gây ra các bệnh lão hóa mất thị lực bệnh răng miệng hen xuyễn loãng xương bất lực, rối loạn cường dương, mãn kinh sớm ở phụ nữ có hút thuốc lá. Coi chừng ung thư phổi vì thuốc lá điện tử Nicotin trong khói thuốc lá điện tử nguy hiểm chẳng kém gì thuốc lá thông thường. Nếu lạm dụng quá nhiều thuốc lá điện tử, vẫn có nguy cơ gây viêm phổi, tắc nghẽn phổi mãn tính. Nếu để lâu, sẽ dễ gây ra biến chứng ung thư phổi ngoài ra các loại tinh dầu thuốc lá điện tử còn có hương thơm những vòng thơm này cực kỳ nguy hiểm vì nó có nguồn gốc benzen đây là hóa chất gây ra các bệnh ung thư nguy hiểm cho người dùng bên cạnh đó nicotine vào cơ thể làm nội mạc mạch máu tổn thương nó bám lên thành mạch máu mạch máu não gây sơ vữa các mạch máu làm cho tình trạng co giãn mạch máu giảm làm mạch máu sơ cứng không chuyển được máu nữa lâu ngày gây nên các bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ theo kết luận của các nhà khoa học Mỹ trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Y khoa New England, những người thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp 15 lần so với những người hút thuốc, hút các loại thuốc thông thường như thuốc lá, thuốc lào. Trong thuốc lá điện tử có chứa chất nicotine và chất tạo mùi thơm bên trong thiết bị. Đây là chất hóa học độc hại có khả năng gây ung thư, thường được sử dụng trong chế tạo vật liệu xây dựng và bảo quản thi hài. Trước đó, các nhà khoa học thuộc Bộ Y tế Nhật Bản kết luận thuốc lá điện tử chứa lượng chất gây ung thư cao gấp 10 lần so với các loại thuốc hút thông thường. Giới khoa học Mỹ cũng từng khẳng định thiết bị này không thực sự giúp người nghiện cai thuốc. Quý vị và các bạn thân mến từ đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.